Hello hello, chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trục đường Thống Nhất và sẽ đến với một căn nhà phố hiện đại với thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ trẻ trung, tặng rất nhiều nội thất lên tới khoảng tầm 400 triệu đồng. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, độ dài là 15m. Hướng chính là hướng chính nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và đặc biệt thì có con đường hẻm lên tới 6m một xẹt thuộc trục đường Thống Nhất nha. Hẻm bê tông và có thể di chuyển xe hơi vào trong căn nhà mình thoải mái nha. Hẻm lên tới 6m một xẹt một trục, cách đường chính khoảng tầm 50m thôi. Và chúng ta cùng di chuyển vào khu vực bên trong nha. Căn nhà này trước tiên sẽ có một lớp cổng sắt cực kỳ chắc chắn phía bên ngoài và một bộ cửa sắt kính cường lực bên trong nữa. Được xây dựng hết diện tích đất nha. Đây là khu vực đậu xe hơi của nhà mình. Khu vực đậu xe hơi này dài khoảng tầm 7m. Chúng ta có thể thoải mái đậu được các loại xe hơi 4, 5, 7 chỗ hoặc là xe bán tải. Khu vực ở đây sẽ làm bằng với phòng bếp luôn nha. Một trệt đúc kiên có 3 lầu, nhà mình có đầy đủ công năng sử dụng nha. Có thể tận dụng phòng khách bên trong, đậu xe hơi bên ngoài được. Trên có trần thạch cao, đèn chùm, cũng như là hai bên đều ốp giấy dán tường và ốp nhựa cực đẹp nha. Tặng lại một kệ tivi cũng như là một bộ sofa. Thiết kế theo phong cách hiện đại, nhà mình là căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2020. Hoàn công sổ hồng vào tháng 8 năm 2020 nha. Và khi quý vị nào liên hệ tới bên Hưng, chúng ta sẽ được sở hữu với giá tốt trên thị trường nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có cầu thang ốp đá hoa cương làm theo hình chữ V, tay vịn bằng gỗ cam xe và làm khung gỗ tuyệt đẹp. Phía dưới chân cầu thang sẽ có một cái toilet. Và khu vực không gian phòng bếp cũng rất rộng rãi nha mọi người. Không gian phòng bếp ở nơi đây thì sẽ được chủ nhà tặng lại một bộ bàn ăn cực kỳ là sang trọng và sành điệu. Phía bên tay phải của cửa hàng sẽ có một bộ tủ bếp làm tủ theo hình dọc, có máy hút khói luôn. Và trên sẽ có đèn chùm màu mới. Giếng trời thì được làm ở gần với cầu thang nha. Và căn nhà này thì đang được chủ nhà giao bán là 6 tỷ 400 triệu đồng, chúng ta vẫn còn thương lượng. Và khi anh chị nào liên hệ tới bên Hưng, chúng ta sẽ được sở hữu với giá tốt nữa. Con hẻm trước nhà hẻm một trục một xẹt thuộc đường Thống Nhất. Hẻm 6m, xe hơi xe tải chạy quay đầu thoải mái. Đây, phòng khách làm rất đẹp nha. Chỉ với giá trên 6 tỷ chúng ta có ngay một căn nhà cực kỳ tuyệt vời, thiết kế rất sang trọng và trẻ trung. Chúng ta cùng di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2 nha. Toàn bộ phòng ngủ sẽ được bố trí bỏ đầy nội thất như là giường, tủ, kệ tivi. Phòng ngủ của nhà mình sẽ được tặng đầy đủ nội thất. Chúng ta sẽ có giường 1m6, tủ quần áo kèm với một cái máy lạnh nha. Ngang 4m2, độ dài là 15m, phòng ốc cực rộng luôn, xây dựng hết đất, sàn gỗ cao cấp, chống thấm nước nha mọi người. Đây, tủ rất là dài này. Và chúng ta có ban công đúc 1m2. Căn nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại, mẫu rất mới, rất trẻ trung. Và khi quý vị nào gọi cho Hưng đi xem thì chúng ta sẽ có giá tốt trên thị trường để sở hữu căn nhà phố này nha. Và quý vị đang quan tâm hoặc là đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh giúp bên Nhà đất Bá Hưng. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nha. Bên Hưng sẽ liên tục cập nhật video. Ở khu vực giữa này chúng ta sẽ có một cái toilet, lavabo, bồn cầu nguyên khối và gạch thì ốp cao lên hết tường. Có cửa sổ ra phía giếng trời. Đây sẽ là phòng ngủ số 2 nha mọi người. Phòng ngủ số 2 này thì cũng được bỏ đầy nội thất luôn.
Phòng rất rộng và bố trí cực kỳ đẹp. Căn nhà này thì cách đường Thống Nhất khoảng tầm 50 mét thôi. Và di chuyển về sân bay thì mất khoảng tầm 5 phút đồng hồ thôi nha. Rất tiện, rất phù hợp cho những anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở và làm việc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là chúng ta di chuyển về các quận trung tâm như quận 1, quận 2 thì rất là gần nha. Đi khoảng tầm 20 phút thôi. Hai phòng ngủ trên này thì chủ nhà chưa bó nội thất nha mọi người. Đây, phòng cũng rất lớn nha. Sàn là sàn gỗ. Làm cực kỳ tuyệt vời. Hướng nhà là hướng chính nam. Đây là phòng ngủ số 4 nha mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của Hưng. Và khi anh chị nào muốn kết bạn Facebook, Zalo thì bác Hưng cũng có để đường link trang cá nhân ở dưới mô tả nha. Và nhớ vào đường link trang fanpage để like và cập nhật nhà trên đó dễ dàng hơn. Số điện thoại, hai số này thì đều có Zalo cá nhân mọi người. Đây là khu vực phòng thờ và sân thượng trước. Làm mái tôn và trang trí cây xanh hết rồi. Rất rộng. Và phía sau sẽ là khu vực giặt và phơi đồ. Ốp gạch sạch sẽ nha. Xin trời làm hở này. Trên cũng đã được lợp mái tôn cũng như là có khung sắt bảo vệ. Và video của bà Hưng đây là kết thúc rồi. Quý vị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy alo ngay về tên Hưng. Và đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào.